niềng răng bằng hàm silicone có được hay không? Xin chào, Dung quay trở lại rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một cái chủ đề là niềng răng bằng hàm silicone có được hay không? Cái câu này hỏi thì Dung hiểu là mọi người đang hỏi là niềng răng bằng cái hàm trainer, có nghĩa là cái hàm mà khi mà mọi người tự mua về cho con ngậm hoặc là thấy nó bán đầy trên mạng á, những cái hàm mà nó màu hồng hồng xanh xanh đó, rồi tự mua về tự ngậm có nó có hiệu quả hay không, đúng không? Câu hỏi là hiểu ra là như vậy đó. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với lại chuyên gia của chúng ta, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Tuyến. Bác sẽ cùng trả lời cho tất cả những cái thắc mắc của các bạn và những cái gì đó đưa ra những cái lời khuyên bổ ích tiếp theo dành cho các bạn khi mà chúng ta thắc mắc về cái vấn đề và niềng răng. Và đặc biệt là vấn đề này thì hỏi thì có nghĩa là niềng răng cho con, đúng không? Còn bạn đang ở cái lứa tuổi dậy thì, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia của chúng ta. Xin chào bác. Dạ, chào chị. Xin chào mọi người. Bác ơi, có mẹ hỏi là niềng răng bằng cái hàm silicone thì có được hay không? Niềng răng bằng cái hàm đó là nói chung là những cái trường hợp mà bị lệch ít thôi. Với lại cái hàm đó là phải do chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ phải thăm khám cái tình trạng răng của con mình như thế nào, và bác sĩ sẽ chỉ định là đối với hàm nào, hàm màu xanh với hàm màu hồng là hai hàm nó khác nhau đó, và phải được bác sĩ tái khám mỗi tháng để mà coi cái tình trạng là cái hàm răng của mình nó có phù hợp với cái hàm đó hay không, răng nó có di chuyển hay không mới được. Ồ, em thấy hiện nay nó bán trên mạng nhiều lắm, em thấy nhiều cái trang Facebook bán nè, nhiều cái trang thương mại điện tử bán nè, và một điều nữa là thấy nhiều người tự order, tự mua, tự đem về nhà ngậm á bác. Cái đó thì nó sẽ ảnh hưởng đó, tại vì mình không biết tình trạng răng của con mình như thế nào. Mình phải mang cái hàm nó phải phù hợp với cái khuôn miệng của con, nó không nên là to quá hay nhỏ quá. Với lại phải biết là đeo vô nó hiệu quả làm sao. Nếu mà mình không có chuyên môn thì mình không có thể là tự khám hay là tự trị cho con mình như vậy được, thì nó sẽ ảnh hưởng đến răng vĩnh viễn sau này mọc của bé. Đây cũng là một trường hợp điển hình à. Thường hay là thấy cái gì á là hay mua về tự dùng trước, thậm chí là ở nhà mà có cảm ho sổ mũi gì á là tự ra tiệm thuốc tây mua, chứ còn cô không chịu đi khám nữa. Bệnh chung đúng không? Các mẹ cũng bệnh chung giống như tôi đúng không? Biết ngay mà. À, bác ơi, thì thường ở cái lứa tuổi nào thì niềng răng cho con là bắt đầu phù hợp nhất? Thường cái tuổi là khi mà mọc răng vĩnh viễn. Khi là răng bé mọc lên, răng vĩnh viễn mọc lên mà mình thấy nó có dấu hiệu lệch hoặc là cắn bị gài khớp thì chúng ta nên đi đến bác sĩ khám, để bác sĩ sẽ lựa chọn cái giai đoạn nào là mọc lên bao lâu nữa thì sẽ niềng. Chứ không nên là để là mọc đầy hết những cái răng vĩnh viễn thì lúc đó chúng ta niềng sẽ tốn thời gian nhiều hơn. Có những cái bước đầu là tiền chỉnh thì nó sẽ ít thời gian hơn. Có thể là chỉnh bằng tháo lắp hoặc là chỉnh bằng cố định đối với một số răng mà mới vừa mọc mà nó gây lệch. À, có nghĩa là bác đã cho chúng ta những cái lời khuyên khi mà chúng ta cần đưa con đến bác sĩ ở cái độ tuổi nào. Và một điều nữa, đừng có chần chừ khi mà đưa con đến nha khoa. Con ở cái lứa tuổi mà 1, 2 tuổi, 3, 4, 5 tuổi là mình đã phải bắt đầu cho con đến nha khoa thăm khám định kỳ rồi. Và một điều nữa, bác ơi, con nít thì có cần cạo vôi răng không? Con nít thì thường là nếu mà mình đánh răng nó không kỹ, một số bé nó vẫn có vôi răng. Đó, yeah. Thì vẫn nên cạo thì bác sĩ đi đến bác sĩ làm, bác sĩ sẽ làm rất là nhẹ nhàng, nói như yêu cái răng đó của bé. Có một số răng vĩnh viễn mà mới mọc lên mà bé nó răng không kỹ, nó vẫn khoáng hóa, vẫn gây vôi răng thì mình vẫn phải cạo vôi. À dạ, thành ra là thăm khám cho con định kỳ và cạo vôi răng định kỳ nha các mẹ. Và một điều nữa bác ơi, hỏi thêm một câu nữa là thường bây giờ mình niềng răng thì mình có bao nhiêu phương pháp bác? Niềng răng thì niềng cố định và niềng bằng tháo lắp. Dạ. Tháo lắp thì đó là những tình trạng mà lệch ít ở một vài răng thôi thì có thể chỉnh bằng hàm tháo lắp. Dạ. Rồi sau đó là chỉnh bằng cố định. Cố định thì nó chỉnh bằng mắt cài. À, có một cái loại tháo lắp và chỉnh bằng cái hàm máng trong suốt á, Invisalign. Dạ. Đó, vẫn là chỉnh hai hàm cho đều mà là máng trong suốt, cái đó là vẫn là tháo lắp. À dạ. Thì cái chi phí mà máng trong suốt đó thì chắc có lẽ là nó cũng hơi cao hả bác? Đúng rồi, cái chi phí đó thì nó cao hơn là so với mắc cài.
tại vì cái đó mình phải đeo đúng chỉ định của bác sĩ nữa. Tại vì thường á là một khi mà tháo lắp á thì có nhiều khi mình quên. Nhiều khi mình tháo ra mình ăn thì mình quên mang vào, nó mang không đúng á thì những cái khay sau đó sẽ không thể sử dụng được. Nói chung là phải mang đúng. Nếu như mà những khách hàng mà hay quên thì nên sử dụng tiền bằng cố định. Thì nó sẽ nói chung là bắt buộc nó nằm ở trên răng và phải theo tái khám của bác sĩ thì nó sẽ không có bị quên. Vậy thì theo bác ở cái độ tuổi mà từ 12 tới 25 á, thì cái phương pháp nào là bác cho là phù hợp nhất cũng như là nó hiệu quả nhất? Tùy tình trạng răng của con mình. Nếu mà lớn tuổi mà răng vĩnh viễn đã mọc đều hết rồi mà có tình trạng lệch lạc thì cái đó là phải chỉnh bằng cố định. Nếu mà chỉ mọc một vài răng thôi, mình giống như là mình tiền chỉnh thì mình có thể là chỉnh bằng tháo lắp được. Tùy cái tình trạng lệch của răng của con mình. Vậy thì khi mà niềng răng như vậy á, mọi người sợ nhất là cái vấn đề là nhổ răng. Thì bác thấy cái quan điểm này như thế nào? Cái nhổ răng khi mà chỉnh nha thì có một số trường hợp là không cần nhổ. Tức là do cái cung hàm của bé là đủ, nhưng mà do răng bé nó mọc chen vô thì có thể mình nâng cái hàm ra là răng nó đã đều đủ rồi thì không cần phải nhổ. Còn đối với những hàm mà răng bé to mà cái cung hàm nhỏ quá, nếu mà mình nâng ra thì mình cảm thấy nó sẽ răng sau khi mình chỉnh nó sẽ bị chì và nó sẽ không đẹp. Lúc đó là mình bắt buộc phải nhổ. Và một số những cái răng số 8 thì cũng nên nhổ. Tại vì răng số 8 nó mọc ở vị trí không thuận lợi, nó sẽ gây đẩy cái hàm và sau này nó sẽ dễ bị tái phát sau khi mà mình chỉnh xong. Thì rất là cảm ơn những cái câu trả lời của bác sĩ Tuyến nãy giờ, cũng như là mọi người đang xem video clip. Mọi người có những cái thắc mắc gì về răng cho con mình thì cứ comment dưới đây. Nhà Hoàng Na sẽ làm những video tiếp theo để trả lời cho mọi người. Và đặc biệt nữa, nhớ subscribe kênh nha, để khi có những video hấp dẫn nhất, những video giá trị nhất thì bạn là người nhận được đầu tiên. Và rất là cảm ơn bác sĩ. Xin chào và hẹn gặp lại.